Xin chào cả nhà nhé. Hiện mình đang có mặt tại ngọn hải đăng tại Lãnh, hay còn gọi là Mũi Điện, tọa lạc tại điểm cực đông của Tổ quốc, thuộc huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Nơi đây là nơi sẽ đón bình minh đầu tiên trên đất liền.